Lần hiếm hoi hóa thân thành đàn ông sau 7 năm chuyển giới, Hương Giang được nhận xét, sao giống đạt ghi vậy. Khi là nữ thần Hương Giang đẹp riêng một góc trời, nhưng khi hóa thân thành một chàng trai, Hương Giang lại được nhận xét khá giống đạt ghi. Chiều 3 tháng 12, Hương Giang xuất hiện tại sự kiện ra mắt dự án điện ảnh đầu tay sắc đẹp dối trá. Đây là lần đầu tiên cô lấn sân sang diễn xuất sau những thành công ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, huấn luyện viên. Không giống như những sự kiện khác, Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh đầy nam tính. Sau 7 năm chuyển giới, đây là lần đầu tiên Hương Giang mạnh dạn quay lại với ngoại hình của một người đàn ông. Cô cho biết nhân dịp xuất hiện với tạo hình này, bản thân muốn gửi gắm đến mọi người một điều rằng giá trị của con người không nằm ở giới tính và cô luôn tự hào về những gì đã làm. Hương Giang cũng hài hước đùa rằng sau khi hóa trang thành đàn ông, những người thân thiết bên cạnh mình đều không nhận ra. Đặc biệt, cư dân mạng sau khi chứng kiến màn makeover của Hương Giang đã đưa ra nhận xét rằng cô nàng sao giống đạt ghi đến vậy. Nhiều người bày tỏ nếu như khi là con gái Hương Giang là nữ thần đẹp theo phong cách riêng, thì khi là đàn ông Hương Giang lại có nét giống đạt ghi. Cư dân mạng nhận xét Hương Giang trong phiên bản nam khá giống đạt ghi, mọi người có thấy Hương Giang và đạt ghi giống nhau hay không? Đây không hẳn là bộ phim về cuộc đời của Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Tại đây, đạo diễn Khai Nguyễn đã dùng nó làm chất liệu sáng tạo nên kịch bản đậm chất hài hành động. Bên cạnh vai chính Hương Giang, bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên hai thế hệ từ gạo cội cho đến trẻ trung đầy tiềm năng. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân Phát La, Tuấn Trần Buka, Lệ Hằng và Đông Kha. Sắc đẹp trong phim cũng đóng vai trò như lằn ranh giới giữa thiện và ác, hoặc thay đổi số phận một con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn, hoặc đưa họ vào cạm bẫy không thể lường trước. Những âm mưu, chiêu trò và cạnh tranh để leo lên một vinh quang sẽ được nâng lên một tầm cao mới, nhằm tái hiện lại thế giới giải trí hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy. Lý giải về sự xuất hiện với ngoại hình con trai, Hương Giang cho biết, ngoài yếu tố gây bất ngờ, đây còn là câu trả lời đanh thép cho những anti rằng cô không bận tâm đến những bình luận soi mói về giới tính thiếu tế nhị. Hương Giang và Tuấn Trần không ngần ngại thể hiện lại cảnh hôn nhau trong phim tại buổi họp báo.